Thưa quý vị và các bạn, nhằm lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, ngày 18 tháng 3 năm 2017, thành phố Đà Lạt đã ra quân mở đợt cao điểm chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên toàn địa bàn. Sau hơn 2 tháng triển khai, nhiều khu vực tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã sạch sẽ, vỉa hè đã được trả lại cho người đi bộ. Tuy nhiên, việc tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn còn diễn ra. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh sau quân lập lại trật tự đô thị tại các khu vực của lực lượng liên ngành phường 9 thành phố Đà Lạt. Song song với công tác tuyên truyền nhắc nhở, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ phong bạc, tịch thu hàng hóa bày bán không đúng nơi quy định. Sau hơn 2 tháng sau quân lập lại trật tự đô thị, khu vực trung tâm chợ ngã tư Phan Chu Trinh, các tuyến đường Chi Lăng, Nguyễn Đình Chiểu, hình ảnh các bảng hiệu, máy che, vật dụng, hàng hóa, phương tiện lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường không đúng quy định đã giảm nhiều. Kẻ vạch sơn để tạo điều kiện cho người ta là đi bộ, còn 1/3 để lại cho người ta đậu đỗ xe. Chứ còn tình hình buôn bán hàng rong và buôn bán mà lấn chiếm cái lộ giới khoảng lùi là cái này là ủy ban nhân phường làm cương quyết là không để cho tình trạng buôn bán. Theo ghi nhận của chúng tôi, đến nay các phường đã bắt đầu giao nhiệm vụ cho tổ quản lý trật tự đô thị của địa phương, các tổ chức hội đoàn thể, tổ dân phố vào cuộc duy trì những kết quả đạt được. Song song đó cũng hình thành những tuyến đường, tuyến phố văn minh trật tự đô thị. Tại phường 1, khu vực trung tâm của thành phố Đà Lạt, với quan điểm đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền vận động để người dân cam kết tự giác trả lại vỉa hè cho người đi bộ, kết hợp thường xuyên tuần tra xử lý. Với cách làm này, bước đầu vỉa hè lòng đường tại các tuyến đường đã thông thoáng hơn, trả lại lối đi cho người đi bộ và cảnh quan thành phố cũng đã sạch đẹp, khang trang hơn. Xác định những cái điểm nào mà thường xuyên tái lấn chiếm và chúng tôi tập trung trong cái thời gian ra quân thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các ngành, các lực lượng là tập trung những cái điểm đó để làm sao đó là thường xuyên liên tục và nhân dân từ đó là nhận thức ra được cái việc là tái lấn chiếm là sai theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng cố gắng phối hợp với các ban ngành để vận động tuyên truyền bà con thực hiện tốt. Thành ra là trong thời gian vừa qua thì cũng đã tương đối là đi vào nền nếp. Tuy nhiên, nhìn lại công tác lập lại trật tự đô thị ở thành phố Đà Lạt sau hơn 2 tháng sau quân vẫn còn nhiều yếu tố bất cập. Một số trường hợp xây dựng nhà ở sát đường đã lấn chiếm hoàn toàn lối đi dành cho người đi bộ nhưng chưa được xử lý. Ở một số khu vực, đặc biệt là các chợ nhỏ, sau khi các mái che được tháo dỡ thì một số hộ dân lại căng dù bạc để trước quầy sạp, che đậy hàng hóa tránh mưa, tránh nắng, gây lộn xộn mất mỹ quan. Thì em chúng tôi cũng phải là nhận thức chứ, là cũng phải để như vậy. Nhiều lúc cũng đôi lúc nắng quá thì sơ hở thì cũng che dù để khỏi ảnh hưởng đến hàng hóa. Cho nên là nhiều lúc cũng phải che chắn lại chút cho nó an toàn thực phẩm rồi nó khỏi bị hư rồi đó. Ngoài các yếu tố trên, vỉa hè lòng đường ở nhiều khu vực đang bị ta lấn chiếm trở lại, chiếm dụng để buôn bán, giữ xe, làm chỗ kinh doanh. Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường vẫn diễn ra vào đầu giờ sáng và vào ban đêm của mỗi ngày với đủ loại phương tiện giao thông. Đây cũng là tình trạng chung ở một số địa điểm kinh doanh của các phường. Điều này cho thấy hiện nay thành phố Đà Lạt vẫn chưa có phương án nào thay thế cho việc đậu đỗ xe trên vỉa hè, trong khi phương tiện ô tô, xe máy ngày càng tăng. Bên cạnh đó, vẫn chưa có vị trí để bố trí sắp xếp lại việc kinh doanh buôn bán của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ dùng lòng lề đường là nơi kiếm sống ở các khu vực giáp xanh các phường. Ủy ban nhân phường cũng đã thường xuyên kiểm tra thì cũng đã đẩy đuổi thì hạn chế, nhưng mà đa số là các hộ tạm trú đó không chấp hành tại vì không phải là dân địa phương của phường. Tuyến đường của chúng tôi thì đa số là các hộ cho thuê mặt bằng, cho nên là những người dân mà đến thuê mặt bằng thì cũng chưa nhận thức hết, do đó là vẫn còn đậu đỗ xe chưa đúng quy định. Và khi kinh doanh thì được mệnh danh là cái tuyến phố Tây, cho nên là các cửa hàng kinh doanh ăn uống rất là nhiều. Do đó là việc bày bàn ghế cũng còn bừa bãi. Có thể nói sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ thời gian qua đã làm thay đổi một phần diện mạo của thành phố Đà Lạt. Tuy vậy, ngoài việc xử lý hài hòa, hợp tình hợp lý, các phường trên địa bàn thành phố cần thường xuyên kiểm tra giám sát, không để tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán.
Bên cạnh đó, với thực tế hiện nay về trật tự đô thị, nhiều hộ kinh doanh mong muốn lãnh đạo thành phố và lực lượng chức năng Đà Lạt sớm sơn kẻ vạch phân định trên vỉa hè, ban hành tiêu chuẩn cho việc lắp đặt mái che phù hợp với điều kiện cụ thể của từng tuyến phố, tạo hình ảnh khang trang cho phố phường. Có như thế, vỉa hè lòng lề đường mới thực sự thông thoáng, đáp ứng nhu cầu của người đi bộ và người kinh doanh hiện nay.